Nay huấn luyện cho hai ông anh này đi câu cá nữa bạn ơi. Rồi chào các bạn nha. Nào, này hai ông anh này dắt mình vô vườn chuối câu cá mà. Ê, nó xì tim dữ lắm rồi kìa kìa. Ôi còn chừng cá bự đó. Giật đó mà giật, chui xuống mồi mà giật. Nãy mới vô hơi gối địa hình xuống cần dính được hai ba con nha. Cá cha với cá phi. Này có cái đường kinh đã lắm bạn ơi. Từ từ. Rồi biết đường thảy không? Không. Không hả? Không có thảy đại cũng dính nữa. Thảy ngay chỗ xì tim rồi là dính cá bự đó. Còn nói chừng bự á. Gọi được rồi, kể gì đó có nhớ bự. Bự bự dính cá bự, không sao đâu, ngồi nhiều mà. Mày cầm câu đi tao dục cho. Bật cái máy ra dục. Chưa chưa dính công dây, khoan khoan bật lại, bật lại bật lại bật lại. Rồi cái tay kia. Rồi tay kia cầm nắm bên này bóp gì nè. Bóp vô. Ờ ông tay trái á. Ừ, rồi bật ra. Bật cái này ra. Ờ, rồi thấy. Dĩ đã thấy thôi. Thấy ngay chỗ xì tim đó. Nãy mới dính cá đó. Thấy đại đi chỗ nào. Đó đó đó. Ôi, im. Rồi bật lại. Rồi 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 rồi, ginh 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 ginh. Quấn quấn nhìn xíu cho dây dây nó thẳng thẳng lên xíu. Đó. Dạ đúng rồi, ra cần tay này dễ câu. Mà câu cá này coi cần tay dễ hơn nhỏ nhỏ nè. Nào nó kéo dây giật nha, dựng lôi văng xong nha. Không gì được rồi, hỏi nó vô mà. Cá nhiều mà. Chờ món này đúng vui luôn. Trời ơi dễ gì. Ông này không câu không chê dây nhỏ sợ cá đứt không, ông nói cá này bự lắm cái gì. Đang hồi gắng kiếm bắt con bự rồi. Thử rồi đứt không? Này khúc đẳng làm nhiều cá nó bự bự hơn cả. Úc quá trời úc luôn. Hồi hộp hồi hộp. Mấy ông này làm gối chứ hồi hộp. Ông thì ông thì giật, ông thì lụm, ông thì giật, ông thì lụm. Hồi dính cá bự một cái là chuông. Rồi bên đây hồi nãy thấy con mồi chứ giờ kìa nhìn kìa nó lên đen nước luôn rồi. Đục nước luôn. Chính rồi. Lấm, lấm. Chính rồi, chính rồi. Lấm. Lấm mày để hồi nó nhả ra đó. Chưa chưa. Lấm rồi, lấm. Lấm rồi, lấm rồi, lấm. Lấm rồi, lấm rồi. Nhé một chút lụm nặng rồi cho lưng rồi. Ơi ơi ơi. Chơi với hai ông này bao vui. Lắm lắm lắm. Để ngồi nhả ra luôn phải không? Tới thì chứ. Hay quá. Hay quá. Rồi. Đâu cùng này đi. Em vừa nãy xíu rồi đó. Quá trời luôn. Nhá này nhỏ chứ út chứ. Mấy con này ông kia ngăn luôn xương. Được, tôi bọc đi. Dứt 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 dứt. Trời ơi. Chim chim sao kỹ ta. Tiếu thì vậy đúng vui luôn. Trời ơi nó xịt, nó ông chọn mới chọn cùng mọi người đó phải không?
Ồ, chứ ăn cục mồi chọi không ăn cái lưỡi. Ồ, lên xình luôn rồi kìa. Tới. À, ông câu trong đây đi, câu trong đây đi. Câu chỗ này giờ ông câu á, xả mồi nó về kìa, nó lên xình rồi. Cái chỗ cục mồi mới giật kìa. Nhảy xuống mò luôn. Đúng, bắt gắn hả? Bắt gắn bắt mèo hả? Gà có lụm luôn không? Khôn đã lắm, có cái ăn gà ăn vịt thôi ha. Từ từ ông ngâm lâu bắt cá bự. Còn ông này cũng tròm dữ ha. Tay dài. Tay dài. Giật sao bay cái câu đã ha. Ngâm lâu bắt cá bự. Kế không, ông bên đây ông Toàn còn mới ghĩa mới kéo. Kilo đó ông quấn ông ơi. Ai ông này tiếu được chứ. Năng như thế đó. Hết rồi. Nó ghĩa hết rồi. Nhưng hồi nó nhịp nhịp ông giật đi. Điện cá phi nó hớp không à. Để mình tranh thủ ra cây cần nó bằng. Hàng này cũng làm ngứa quá trời ngứa. Chịu hết nổi rồi. Giật. Con này dễ dụ quá ta. Không bỏ gàng mà kỳ vậy đó. Dịch ngang á. Không dịch đại tới lên nè, dịch ngang dính. Chưa, chừng nào mà dịch mà dính là thành công đó. Mày hả bự? Mày hả bự? Ấy giờ tụi me mày nhiều lắm rồi. Chạy tới sẵn rồi. Bốn cục mồi của tao phải hơn. Bỏ vô đây hả? Đại vô đây đi rồi hồi tính luôn rồi. Ừ. Con nó bự con nãy luôn á. Mình dãy vậy nó ngán không đó. Không đó dễ gì. Trời ơi, thấy chai gì con mẹ nó vô. Giờ nó kéo ra. Giật giật giật. Em, giật giật.
Dứt. Trời xíu. Trời trời giờ cứ nó chạy kìa bớt. Hết hồn ở dưới cái gì kìa. Bây giờ trời chết luôn cái con cá xíu. Thôi có dính là mừng ông ơi. Nó được rồi, nó chiên được rồi. Này chiên xù. Chiên xù làm mắm chua. Cá là cái mặt. Nè nè anh em ơi. Đừng dây cui à. Bây giờ có bắt máy không vậy? Anh em ơi, lần đầu tiên câu được con cá nè anh em. Cá này cá đồng luôn nha. Đồng thiên nhiên á. Ồ, nó giật dính cá nó chạy rồi. Nguyên bậy. Trời thở dính có tí xíu trên má nó kìa. Dính vậy đủ chết rồi ông ơi, dính cái nhiều. Cái gì chứ bự bự nhóc bự. Rồi. Dễ gì, dễ gì. Quá dữ quá dữ. Đây, vô bọc đi. Dễ gì. Thà nhảy trong không mất cá. Dính, dứt, dứt đi, dứt đi, dứt đi, dứt. Dứt, dứt rồi chứ. Dính, dính, dính. Rồi. Nó kêu mày phân cái cành lẻ mới được. Phải kêu cái tay là phải cầm một tay cầm cái cần cho đồng cái mối tiêu cái quay. Thì vậy đó. Quay liền. Sảy không à. Dính cái đó không quay rồi nó dùng nhợ rồi nó trả lại cho nó dụng rồi nó dạy về hai con rồi đó. Đó chứ còn dính rồi, tính chỗ dịch đi. Nhẹ thôi. Nhẹ, nhẹ. Đây bự là, bự là, bự là, bự là. Phăng phăng phăng. Từ từ. Làm em rung. Một nút luôn. Nè. Nè, người không biết câu nó câu gì nè. Em cá dính không hợp lệ, không nhìn cá dính trên đầu. Kỳ vậy. Cá dính trên đầu. Mà dính không hợp lệ. Cá dính kỳ trời. Dính trên đầu. Ồ, bự nha. Bự anh bự bự các bạn ơi. Bự để rộng luôn, để chết rộng luôn, bự rộng chết. Trời, dữ tiệt, cá dính trên đầu. Ô, bự nhất nãy giờ luôn, mập đúc quá. Ủa, mình câu là gì không bạn ơi? Gì đó bạn ơi, bạn cá giết ngộ vậy? Cá bên đây nhiều quá đây. Giật. Đi con ghe đi, tao đi bẻ dừa uống. Ồ. Hả? Không. Đi dừa chặt bỏ miếng lá uống nè. Gác gì? Ôi trời ơi, nước nhóc cái chừng rồi giờ lót cá đi. Mày lót cá đi. Nhắc mày quên đấu rồi. Đấu cái gì? Chết gì? Đấu gì? Thôi, thôi bạn, thôi bạn ơi. Hồi nãy giờ cũng nãy giờ cũng mệt rồi đó các bạn ơi, mà các bạn uống nước các bạn ơi, giải khát cái mình bắt con cá bự bắt. Sợ mới dính có con mệt rồi. Thôi 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 con này không được. Bạn nha. Mới dính có con cá là mệt rồi. Lấy miếng nước vô lấy trước. Không học lại cái kỳ vậy. Dính. Học lại. Vũ nè. Không học lại nữa rồi. Hai ông này câu cá không học lại không rồi vũ rồi. Bên dính lên lưỡi mấy. Ờ cá nằm lên lưỡi dở lên dính luôn không có giật nữa. Chết cháy. Rồi rồi rồi.
dở lên nặng nặng xuống đâu dính gác vậy con ơi. Ghê thiệt. Hai ông này câu cá ghê thiệt. Kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm rồi bạn ơi, mình biết việc cá rồi. Còn ha, con nữa nghe mấy bạn ơi, có lý chứ. Chứ câu này luôn đi. Con nhỏ đó chưa? Đó đó đi. Mấy bắt chi vậy? Em bảo thôi đó. Thấy ghê không? Ờ, chạy ha. Lỗ con cá mà chạy. Kìa, ông nói ông cần cần dài kìa. Nổi. Kìa, đổi luôn kìa. Chơi ông lại nổi thừa. Đó, lúc này là ta đang thời rồi. Rồi cá lệ đó. Thời tới, cá không nổi rồi nè, thấy không? Hai con dính. Hai dính hai con có một chỗ mà có mép một vậy. Đâm ta. Từ từ. Đâm đào lắm. Bự. Chắc chắn này làm gì hợp với mình nè. Hợp rồi đấy. Mình hợp với mình rồi bạn ơi. Lôi cái đẻ là lụm. Cái gì chứ nước lớn vô quá sợ cá nó dồn ra ngoài không dám đâu. Ông sải mồi xuống nó bung coi ông coi. Thì cá này nhiều ở chỗ nào cũng có chứ chút xíu mình dồn lên đằng 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 đó. Dính rồi đó. Dính rồi dính đi. Ủa, nó bự rồi. Trời ơi. Làm im ta. Thường thôi bạn ơi. Coi chừng tét mấy. Ủa nó rồi. Trời ơi nuốt hai lử luôn rồi ông ơi. Trời tới cả không nổi anh ơi. Tại chừng dài. Tại chừng dài nữa kìa. Nuốt hai lử luôn à. Con này hợp lệ sâu rồi. Sâu không? Hai lử luôn. Lử lúc tuốt này là cái gì mới xuất kéo không lên luôn nha. Để đi thâu dây lại móc giùm anh đi thâu dây lại bắn dây lại dây dài quá bỏ vậy bỏ dưới gì chết từ từ con gỡ tao chết trên đây lội không ngay chỗ ông còn đó nãy giờ đó nhưng mà ông còn không dính. Quá bự. Mm-hmm.
chê nó câu dính cá chê. Ê đó đó đó, đang nghe cục mồi luôn đó, dính là gì đó. Ôi không tập trung. Xí rồi kìa. Mới gãi cục mồi nó lại rồi đó. Xí rồi kìa. Giật nó lội trong phao luôn rồi, giật đi để nó nhả. Trời. Quậy quá rồi. Ôi đó thừa ông ơi, ông bỏ người ta quất cái dính không. Chơi hồi mình chơi mình đổi cần. Rồi rồi, ổ kiến. Ổ kiến à. Dạ, rồi có máu. Hồi lấy cái khăn nè. Đau quá. Trời ơi, bữa hôm câu về là tay nhìn luôn, mắt là nhìn lấy cái khăn nè. Cái khăn chùm vô, bắt chụp vô con cá rồi gỡ. Mắt tay chịu nổi đâu. Nói về hàng gì? Tay nó vậy, nó trắng quá. Nó nằm rồi, báo không. Hơn năm hơn. Mập lù luôn. Không gãy. Về đi. Dở lên không nổi luôn rồi sao? Dở lên đại đi, dở cung đại lên đi. Nó không gãy đâu. Thái rồi, thái rồi. Ôi nó bự. Ôi mập thôi. Tình hình là mốt cho mình mắc điểm câu, mất điểm câu xì. Mua câu con ên xì. Nói chứ cũng đâu đánh đổi không? Thôi học lại. Học lại không? Đù. Sao? Giờ vô bọc đi, đừng động lên. Nhập khăn rồi sao? Bóp vô. Vô cái đầu nó. Ừ. Đù cái gì mà Phước ơi. Nó không có dãy. Để nó đào nó banh nó tay. Rồi, cái tôi làm rồi. Cái tao dưới to. Bậy mày. Nhiều quá nè. Cái gì nó cũng lúng cho vậy. Trời ơi. Mở lọt chưa? Bỏ cá vô trước đi. Ủa? Đồng. Cái nhỏ nó nhơi là cái bự nó vô à. Dính nữa là bị giật quá. Giật đi. Mới bỏ xuống rồi dính. Câu dính chảnh ha. Chảnh nó làm biến giật. Chảnh. Thôi thời không tới rồi. Cái bự này không im à. Bớt đi. Chặt quá nắng ông ơi. Vậy cái này tiêm xì giống con mới giật tôi cặp. Chỗ đó là cá ổn rồi đó. Ổ luôn mà ông toàn chê. Chê trời, chê mình hốt. Chùm vô gỡ là ngon lắm rồi. Để đâm chuyện nổi đâu. Đập quá à. Thôi xa xa nha ông toàn, ông câu đừng tới. Dạ câu được. Giật nhã này. Giật đi, giật đi. Đổ ạ. Đó, vừa mới nhắc đó. Để anh nhắc. Nhắc chi dính luôn á, vừa mới nhắc. Nói thiệt. Rồi, của ai nó xử, của ai nó xử. Đúng rồi, xử anh đi. Của ai nó xử đi, để đổ thừa. Vừa mới nhắc đó. Rút vô tới trong luôn rồi. Là biết sao, anh ngâm nè, để xuống đi. Ngâm cái giọt rồi, anh nước. Anh đổ thừa nghe đâu ơi. Cái gì vậy, khô tiêu. Thôi ơi, quất cái bụng một cái. Á, à, giật. Đúng luôn mà. Đi ra xong tiền rồi bắt cá 45kg rồi đó. Ờ, tôi giữ rồi, con mini nè. Giữ, tục vô lúc trong luôn chắc. Ủa, nó cuốn rồi.
kìa, ông nhắc chi vậy? Tới mình nước con rồi, nước nữa rồi. Quả tiêu mình luôn. Quá nhảy rồi. Quậy quá. Cái dầu bỏ nhỏ, mình tắt cái dầu nhỏ tí 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 tí, cái dầu bỏ. Đầu bỏ, cái dầu bỏ, cái dưới. Còn trên gian quá, còn nín thinh nè. Nín thinh nào không gần nồi nè. Nín nín vậy không dính. Thì giấu. Kia bỏ nữa phải không? Bỏ qua kia nữa à. Đâu, cá là nó bay, mình đè cái mặt kia. Đâu quậy ổn, nó tích. Ghê vậy. Trời ơi trời. Gây cho, gây cho. Miếng cái gì á? Ồ, ăn hợp lệ được. Hợp lệ. Tự thử đây cho, tự thử đi. Ờ, có ai nói xin giận, có ai nói thử. À. Tiếp rồi. Tiếp, nãy giờ, ờ. Nãy lúc đầu lòng cộng không không quen vậy. Không, mới vô nó lòng cộng chứ hồi lúc sau quen rồi. Không, dính đây rõ ràng nữa không? Không có dính lãng như nãy nữa. Ban đầu không quen chứ hồi quen tài, quen ý rồi là. Dạ, máu luôn. Nó gắn ghê rồi. Cái khăn cũng chịu. Không. Cái khăn chùm vô chắc cứu khi nó dẫn ra như vậy cái lụm khi cái nãy giờ năm mấy lần rồi đó em đâu ba chứ mẹ thì la không đốn luôn sao đốn người ta quá nắng mình nắng thì chú này bán mão cho thịnh rồi nó hà bà giúp luôn bự vô. Dịch cho nó bằng cá mà dính sâu sâu hơi hơi là văng cái nôi lên bờ luôn. Thử ăn nhịp nhịp ơi, thử nãy thôi. Ôi ơi. Chết cối luôn đâu vụt. Trời ơi, hai lử rồi vụt gì nữa. Thôi ơi. Quá. Mưa nghe ông trời ơi. Mưa cái nữa nước dữ lắm mà giật cá đã lắm rồi. Thấy. Tạnh mưa. Cỡ nào cũng câu được hết trơn á. Tạnh mưa cái. Chặt lá chuối chốt vô. Ghê lắm. Ừ, sợ cái đó thôi. Nó điện không nở gặn đâu sợ. Có chấm giật không? Ừ, có ấy không có xét không? Xét giọt. Chơi gầm thôi, chơi giọt. Chơi gầm giọt, chắc cú, nguy hiểm lắm. Tạnh ra chơi tiếp. Bị nắng gắt này mà mưa một cái gầm. Gầm. Trời bữa nay hai bữa cũng mưa. Nãy giờ làm như không bên hay làm không để cái lưỡi nó lú sang mà nó không dính nè. Ông bây giờ hay vắng này nha. Ai cũng có một thời chung ơi. Từ từ. Đó, dính rồi đó ông ta. Ôi bự. Thà cho lên bờ cái đi chắc cú. Cái thôi giác này tới thợ toàn nó gõ gan không người có thời có cá đây mọc cá đây mọc mọc luôn bà cái túi này được bồi nữa nha con dính hợp lại nữa nha không có dính bầm bậy nữa đó dính hết sảy rồi cũng vô tuốt trong dính nữa. Đó. Ừ. Dính rồi đó. Không? Rồi chưa? Chắc không? Rồi dứt. Dứt. Đây bự, đây bự. Con bự. Ờ dính ngoài. Dính con mắt. Nãy giờ câu dính bụng dính mắt các bạn ơi. Thôi để thử đây không có đụng vô. Đụng vô đốt rồi. Bảy tới chút biển mà đi gần dài anh học bảy rồi lại sao rồi sao cho nó cái bự cho cái nhỏ rồi hồi về là chút nhãn bọng đẳng trời đi đây ê im mà đó cái giò vậy cái giò giò cái huy sao dễ như vậy nay dễ bọc thì sao hết à
miệng là nước lớn rồi đó dạng này. Ừ. Nãy quên cột miệng. Cá quá cá. Này thì trúng ổ rồi. Đúng rồi. Này thôi đẻ dắt trúng lỗ rồi. Rồi câu chiếc này không biết chiếc sao có được câu không nữa nè. Để dành câu ên. Nhìn nhìn mua câu câu ên nữa. Đó, còn bên lý thông không nữa nha. Này câu này đâu cần của chủ nhật đâu. Cái này cũng luôn kia kìa. Này chứ sao mình đi là mình canh nước đầy vậy, canh nước gông đầy câu được sáng nó sáng nó đầy mình câu con cá bự nó dạng. Nhớ cảnh hồi đó mình đi giật cá lóc nè, trời lọt nhấp đó, ủa giật con cá văng xuống đều luôn, cá lóc bự á, bài rung bên đây rồi đó, nhấp mà khi nhấp giật cái nửa ký giật cá lóc bay khô rồi luôn qua mương bên kia đó, bay vui mà vui không đó, đi nhấp giật vui rồi đó, trời cái thời nhỏ đó, đó đi hôm nay là đi cho tuốt trên đồng văng lưới cá sạch rồi đó, chìm xuồng cho nó đùng đùng nó đi cái xuồng cá dữ lắm hồi đó, đâu có ai mà quay làm gì đâu kia đó, phải đó ít xịt. Cái này cá cá ra ngoài nó có bự liền. Uống luôn kìa. Cá cái mịn cà bá. Cái lưng dày cui à. Còn nhảy luôn à. Dễ vậy ra nó dính gì mà không thấy được mình. Quá thì nó nắng mình. Không phải đem thả thả trong dây dài nữa. Cục quá mà thả đâu tới mình. Nhiệt. Trời có dính cực chút cũng sao. Chút con cá bự vô đường rồi. Nhà ngoài có cá bự. Con cá quay đã. Lưng về cui à. Rồi tán rồi tụi ký nha. Mọc gì cũng dĩa. Đốt lửa lên nướng nha. Ừ. Nướng thầy luôn. Thầy luôn. Đẹp lắm. Chị nó mới vui. Nướng liền một cái. Có muối ớt chấm lên luôn. Nó chạy miếng mà. Chạy miếng. Chưa đâu, dán này chưa chảy đâu chút nữa kìa. Bị dán này chưa đói lắm. Lớn vô. Cái này thấy nó có bơm. Vô giờ ta tắt nước rồi. Ừ. Nó có bơm á. Bơm nước nhiều lắm. Nó không thấy rồi. Rồi nó vô thằng mà. Bơm ống hai ống lớn đó. Rồi nó tràn nó kém hơn nó bơm rồi. Con nó chạy động cá nó chạy. Mình bị ấy lại cho ngơi ngơi lại. Ngơi ngơi như dính miếng bự. Chậm mà chắc rồi. Chút chút tỏ, để chút tỏ hướng trước.
lốp 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 dứt dứt liền. Trời ơi. Một nút rồi, nhỏ như một nhỏ. Cái chốt luôn rồi. Hả? Cái chốt. Chốt khổng lồ nữa. Cái chốt khổng lồ. Chốt cái chốt. Trời ơi, cái chốt ông nội ơi. Cái chốt trắng tươi. Dính dính ở ngoài nghe. Bay ở ngoài à. Bay à. Trong mấy nè. Đầu. Hả? Ờ, xé mét. Giám sát kỹ quá mới được. Giám sát kỹ quá. Con đó bắt cái gì gọi lọt đi. Lọt. Lọt. Thả luôn đi. Bỏ đại tới đi. Bỏ đại vô đi đổ với lọt lọt. Cá chốt nó bự chứ không phải cái nhỏ. Cá chốt, cá chốt mà cá chốt định lạ lắm. Chốt gì vậy không biết. Không bằng giống giống chốt mới. Giống thịt cá vô luôn. Hết biết cá chốt. Ừ. Ừ. Tự nhiên đang dính vô phi dùng thì vẫn còn nhắc cái dồn chi về nó dồn không cái dồn không chạy luôn dính luôn chơi dính coi coi hợp lại không hợp lại không không là xuyên nó nằm nghe ổ mồi nè nằm nghe ổ mồi dịch đại ở ngoài móc vô hợp lại nha móc vô chỗ lưỡi trong nè. Ốc đâu câu đó luôn. Cái phi này làm vô mé. Lớn 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 trời ơi, dính đó sao tát được trốn với cái thọ người ta luôn rồi. Không nhấp dịch phải cần bự hơn chút nữa lớn hơn chút nữa dày hơn chút nữa dày hơn chút nữa cần này nhấp dịch dịch cái lóc không lên nó có bây giờ nó làm cũng thiết kế cần này để nhấp dịch đó dày hơn cứng hơn rút gọn hơn à rút lại còn 5 tắc rồi sắp đi 1 tỷ ha ừ. Chút giờ bây giờ ở đâu cho đi chút vậy thử hồi xưa bây giờ xịt nữa nó cũng đi cái này nè vậy không không thọt tay xuống bệnh gỡ đang bên đây ngon tự nhiên chạy bên đó thấy không công nghệ nó dích nhất ô trả chỗ cũng khô cái này cũng khô đang làm ăn được tự nhiên vỏ sứ nghe người ta đồn bên kia cá bự vỏ sứ bây giờ xứ nhà đi đâu cũng không bằng xứ nhà ha ở đây mình câu cá bự bự mà chấp mang manh câu cá nhỏ đi con này cũng 300-400 gram chắc quá
chắc là thùng bê đúng không? Đỡ gì vậy? Thì đó đó. Rồi. Rồi thấy không hên rồi. Con nó cũng nhỏ mà, thả đi. Nhỏ thấy nhỏ thả nó chứ. Bự nhảy theo rồi. Ừ. Nhảy theo lộn cho nó luôn. Nó bự không giật văng được gì đâu. Chị dưới thâu rồi. Đang câu cá phi. đứng chạch liền. Thấy mấy lần trường phát mấy tiếng đầu đánh ăn với mấy tiếng sau nước mắm xuống là đứng cái chạch liền. Dạ. Vợ gì? Trường phát giờ canh là đánh đứt đầu. Trời ơi. Thấy rồi. Không mà kỳ tới chắc cũng ổn định này rồi. Bự lắm. Ừ. Dạ. Về nhà do lú cái lử ra lại nó hóp dưới lử cái tích á. Mát tao bóp ở dưới lử mày bóp thâu thâu lên cái nhà á. Ừ vậy đó đấy cũng lại rồi rồi được chưa? Lại nó hóp vô. Cá chốt khổng lồ luôn. Cá chốt khổng lồ. Trắng tươi luôn. Cá chốt dữ cá chốt luôn. Mà chốt này gâu như xíu à. Ồ, mà hàng gì nãy giờ anh nhắn cục còi nó bự rồi. Bự. Dưới này nhắn xếp trên trên á. Thế không phải không? Nó dạng chỉ tôi mới biết chứ mà tôi nhắn cái chuốc ở dưới thôi. Đứa con nhỏ mà dính hát thiệt rồi. Nó lú cái đất cạnh lại nó hớp rồi dính. Nhỏ mà nó móc gỡ nó ra luôn trời. Rồi, giúp, giúp. Ừ, được. Yên rồi. Không. Bây giờ tôi cũng chết vậy. Con quánh quen là quánh cái lĩnh là không nhịn luôn. Dễ lỡ lắm. Dính cá không? Dính chứ. Đồ quánh phải cháu trống nha, quánh là cương xà mâu rồi, để thẳng dây luôn á. Dùng dây nó vuột. Cháu trống kìa. Gỡ lẹ. Đấy, không có cái kỳ là nó không có cái ngạnh là. Không lên ông vũ rồi lại vuột à. Thì chăng cho nó còn cá nhiều lắm. Lên cá. Quá đã rồi. Kiếm đâu ra điểm câu gì? Điểm này bí hiểm đó bạn. Nói chung là quen mới câu được chứ lạ không có vô câu được. Nên còn cá nhiều. Cũng hên là mình quen. Tranh thủ vào. Ông anh mình đó giờ chưa biết câu mà bữa nay còn giật lý lịa nữa. Đó là ngon rồi. Chỗ này là chỗ bí hiểm. Ủa, mấy này cái đầu này có đầu thai không? Giật đi. Ê, còn đó. Dính, bự á. Bự không? Bự. Chạy ghê vậy. Chim hồi nhỏ ta. Này câu từ một tháng chưa hết cá. Trời ơi, dễ gì hết nổi. Chim giật về cá nè, dữ lắm. Trời ơi.
cá câu lận xô về đi gọng bạn ơi, bị cái mé hơi cao. Này phải có cái gọng câu đài thì ngon. Phi bự bự mà mọc. Này đánh cám của bình cơm nè. Cá quá cá. Nói chung cám bình cơm này mình câu cá phi cá trắng ngon lắm, bị cám tổng hợp nó thơm. Thích hợp cá trắng hơn. Này ông kia ông chạy đâu ông tiêu rồi, đi bãi dừa hay về. Hai anh em mình tranh thủ đây vào. Tranh thủ anh Năm ơi, để hồi kia ra ông đuổi mình về á. Hình như ông đi mua câu hay gì rồi. Nãy ông thấy mồi với lại cần ông chạy đi mua hay gì rồi. Thôi giận câu đầu chảnh á. Rồi hồi kêu chủ nhà ra đuổi mình về luôn á. Ông này coi tình hình sao đây, thấy mất tiêu nãy giờ lâu lắm rồi nha. Hồi chủ nhà ra đuổi về là tới luôn á. Tình nghĩa anh em chắc có bà lâu á. Bị mấy con cá nó. Cá dễ nổi cục đang phải lùi trời rồi. Dạ, nó lội nguyên đường trên cái số rồi. Trời. Câu dính xài luôn. Hai chị vừa ông sách không nổi luôn á. À, mỗi tay. Xin lỗi nghe nãy giờ nói xấu quá nhiều. Tính về nhà mua luôn hả? Tính đi mua câu rồi điện chủ nhà xuống đuổi rồi xách cái dao phải ghê vô ông nội. Độ đó. Đâu rồi tới chiến của mình rồi hả? Đù, giờ mình câu đó thấy không? Con nhỏ lại hại lắm á. À, câu đi. Chắc mẹ vô mé cái lộ rồi mưa lớn rồi. Không có cái giò ụt cho nhầm con trọng trọng không nha. Dài nè. Nè, chả nè kìa. Cái này em câu sát trong cái đầu này. Xả ra đây vô nhóc gần đây nè. Chặt gì? Có bụng vô vô cơm cái ra chơi kiếm tiếp nha. Rồi nấu đi. Trời giờ ép gì à? Chặt vỏ con cá uống hay là uống xong nha. Nguyên đồ mà sách không nổi hai trái à. Hai vừa sách không nổi thiệt. Trái thì hơi 5kg. Đó chứ mày. Bạn bạn chắc có người nữa lít mà. Thầy chua ơi, sáng nha. Sáng chưa, chưa. Sáng chưa ăn cơm nữa đó. Nhập trái xài chảy miếng ê găng luôn. Ê găng luôn mà giờ cá cái giờ nó lộn luôn tao biết rồi. Vô miếng nước các bạn. Còn nước nhất. Dao đâu rồi? Cái dao cầm cầm đâu nữa rồi biết nữa. Cầm cái túi. Dạ, giống cái túi à. Rồi bắt cái nào dính cá bự nữa đi ăn hao uống. Lẹ lẹ để vô xì tim nó kìa, nó xì bóng nữa rồi. Coi chừng nó nằm còn nằm dưới đó đó. Tính khúc cây không à, tính là dưới cái gốc. Lú cái hình lên hết biết luôn. Lên trên bờ gần nó quặn ngang chứ. Lên chắc ở dưới mà. Thường thường mới biết câu hai câu dính cá bự lắm. Nghĩ rõ rồi câu thôi thiệt chứ bộ. Lựa mấy người mà mới biết ăn không à. Thường nên tổ đại người mới á. Lứ rồi bậy bạ, mà lứ ít văn dính bằng cái nó gác trơn rồi, ba cái lứ dân mình đó. Con cái vỏ cát trơn với ba con. Đó dính rồi đó. Ê bự nữa rồi. Ê ê ê ê. Ôi ơi, dính cái lưng ông ơi. Hèn gì nó chạy. Hèn gì chạy chạy mạnh dữ. Này câu con nhận dính cá. Dính cá như cá móc vô như cá cắm câu. Thực tế luôn nha. Lại cá nó nhiều quá. Ngộ bị tiếu trời ơi. Cá nhiều quá. Ê dính nè, dính nè, dính nè. Dính cá gì thì hiểu nổi luôn. Cá nhiều quá giật dính lung. Có đó xì tim đó. Cung 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 nó tan tém nữa đó. Nó nó thấy không? Không không. Dính cá mà chịu tiếp. Dính con cá hai người khiên luôn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, giấu cá đâu rồi. Tiếp tiếp. Hai người khiên luôn á. Xanh lè luôn, cá đúng đẹp luôn. Mập. Cá đây đã thì chứ mập nút mà. Này con vườn chuối mát rượi. Cặp
mát rượi luôn á, câu đúng sướng luôn. Dính cá này không tuốt lên á, tuốt xuống. Bén. Cá bự. Đúng. Giò đá. Tới giờ cá ăn rồi. Mấy cá đẹp đẹp không ta, mấy cá là đẹp hơn sáng ta. Cá này nó ngoài ngoại thả vô đó, nước lớn nè. Cá nhỏ vậy. Huy huy huy. Nhắc nữa, nhắc nữa. Nhắc nữa. Mày đủ. Chu ra đừng nhé. Gán chu. Rùa đầu chúa hả? Dứt. Dứt. Dính. Ôi, nó như đồng rồi. Đó, màu màu rồi chứ. Còn quá thì cho vừa bóp xong cục mồi là thảy xuống là quất rồi. Chưa kịp nhìn nữa. Cái con thiếu nhi đó mà về liền còn sống á, mặn chiên liền luôn á. Mềm á. Mềm, mắm chua vô con. Nó cái xương nó mềm đó. Ờ chạy chạy chạy. Tù. Cái thầu tiêu nữa chứ. Thôi đừng nói, để thừa nữa. Biết chua luôn. Trời trời hoài. Chơi về đâu mà cái mắt tiêu nó cao luôn. Ừ. Cho nó chắc. Trời ơi, để gì. Nhấp nhẹ 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 giật vô cái không dính ủng chắc. Trời ơi, cái chốt. Cái chốt trong đây lạ lắm. Chốt trong đây lạ kỳ lắm. Các bạn. Cái gì vậy? Cái gì? Quá kìa. Đầy xô nữa rồi. Thôi đi gọng cái đi. Mới câu giật có mấy cái đầy xô rồi. Cái chốt Phụng Hiệp này ngộ quá, trắng tư rồi. Cái chốt Phụng Hiệp trắng tư rồi, dài thòn à. Mới xíu đầy xô rồi. Đó thiệt chứ. Kìa chuẩn bị nữa kìa. Nó tém nữa kìa. Lên tim rồi, lên tim rồi. Cái gử lo cái cắm đầu như luôn nè. Dụ đó, ông dụ đó. Đối thủ địch đó. Ngay thiệt rồi, chưa lắm. Trời ơi, đây cá bự không, đầy xô gọng. Tới lui để bắt cá sướng rồi. Tinh thiên. Sao cũng chuột để rồi. Đặt một chục cái cho hai ba bữa mình vô mình thăm cái mình cầu chiến. Bảo cá về ăn.
nha. Mặn mặn không bự luôn. Mặn mặn mới mía không à. Mà nhiều. Như nó có đợt vậy đó. Nãy con đợt bự không, nó có đợt nhỏ không. Bự cái gì rồi? Lụm, lên hàng, lên hàng. Quá wow. Nắng ngồi không kịp. Cá dữ thiệt. Dữ hơn bên Cồn Sơn. Đó giờ đi với cái khu này là cá dữ luôn á, trội xuống ăn, trội ăn. Quá đã. Tới giờ rồi. Nó rồi. Tới giờ rồi. Ừ, hơn quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái gì nó về mà nó xì tim quá trời luôn. Bựng 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 bựng. Nó có cái hầm ha. Dục nuôi. Lụm con nữa anh em ơi. Nó về dữ lắm rồi. Bao thê thì chứ. Mình khám lọt cộng gì hết lọt cộng rồi. Quen rồi. Ê cái gì cho nó vô nữa. Đúng vậy rồi. Trời ơi nó nữa. Nguyên vậy luôn rồi. Nguyên vậy rồi. Chúng bày rồi, chúng bày rồi. Chúng bày cá sát hả? Ừ. Cá sát vô. Quá rồi. Nó đi cho mày. Mày bự vô nghe. Chia mẹ lại, họp phụ huynh. Lõm hàng lên lượt luôn. Rồi có máu. Cá phi này bắt là phải dính thôi. Tay không là lụm máu chắc cú. Thôi rộng cái cây quá nhiều rồi. Mới giật chút xíu đậy xô rồi, giờ xuống sông rộng nữa. Xô này 2 kg á. Quá đã thiệt chứ, trúng rồi. Lia 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 luôn. Không kịp uống nước luôn. Đâu, bỏ răng thôi. Để đi lụm cho. Mập. Cá này được cái mập mập không? Lưng dày. Cá ngon. Cá này ăn chắc béo nè, không hơi gông. Kìa kìa dính nữa rồi kìa. Bèn cần rồi kìa. Đó đó bèn luôn rồi kìa. Thấy không? Bắt nghe bắt nghe. Bèn cần luôn rồi. Ê bự bự. Ê bự bự bự. Trời báo nu luôn. Mập nút luôn à. Bây giờ muốn đi gọng cá là phải gom cần lên mới gọng được. Chứ dục cần nước là không có gọng được. Ăn, dục xuống ăn, dục xuống ăn à.
con này bự quá. Bá luôn. Đó. Dạ, quá. Vô. Đó, gì là chắc cú à. Sáng vô khởi động nhẹ cái lặn rộng đó bạn ơi. Cái chục ký rồi đó. Dữ lắm rồi. Im. Đây. Đó. Nửa hơn nửa cái rộng đó rồi. Cái chục ký lô được á. Cái chai cá phi. Đường kinh. Đã hết biết luôn. Cá dữ lắm cá luôn. Hy vọng là đây chiều kiếm vài con hàng khủng khủng mà. Chắc này giải lao 5 phút đi. Chặt cái dừa uống coi. Để phù lòng vô nhà. Không uống. Ơi. Luôn ăn luôn cái gì vậy phải không? Rồi kéo cái phao lên. Dính luôn cái gì đó. Ờ phải rồi, kéo cái phao lên, kéo phao lên nữa. Quá êm. Này trúng ổ cá các bạn ơi. Xuống 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 xuống.